Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Gaming. Hôm nay mình tiếp tục level 3. Mình cố gắng bảo vệ những cái cây mà quý hiếm nha các bạn. Trong mùa Noel này thì có những con zombie. Những con zombie nó mặc áo xịn sò của ông già Noel các bạn, để chuẩn bị đón một Noel hoặc là hoành tráng. Zombie con thì nhìn rất là dễ thương các bạn, nhưng mà nó ăn tạp rất là nhanh. Nó đi vào thì nó gặp những cái cây của chúng ta thì nó ăn đó các bạn. Có nhờ con zombie nó cầm cây đuốc, nó cầm cây đuốc vào thì bị cái cây băng này nó khỏi là bị tắt cây đuốc ngay các bạn. Zombie đã bắt đầu tấn công vào những con zombie này thì nó mặc đồ của ông già Noel các bạn, nhìn rất là dễ thương. Và nó kiếm đâu có một cái nón lá hình nón để đội lên đầu. Zombie, có những con zombie robot nữa các bạn. Con zombie zombie này là zombie dễ hiểu, nó rất là cứng luôn. Cây điện của chúng ta thì xét đâu cả gần 10 cái, mười mấy cái mới hư nó các bạn. Zombie cầm đuốc đã tiến vào rất là đông rồi. Tập này thì zombie cầm đuốc rất là đông. Mình trồng thêm cây bắp nữa các bạn. Cây cây bắp thì nó có tác dụng là làm cho những con zombie này nó đứng yên lại các bạn, đứng yên tại chỗ. Còn cây băng, cây rồng băng thì nó làm cho con zombie đi chậm lại. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một comment nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất khi mà mình tải lên nha các bạn. Bên cạnh những cây điện, cây bắp thì mình trồng thêm cây đậu lửa nữa các bạn. Cây đậu lửa này nó có tác dụng là tiêu diệt những con zombie này rất là nhanh. Và tiêu diệt những con zombie này nhanh gọn lẹ các bạn. Và level thứ 6. Đây là level thứ 6 nha các bạn. Trong cảnh này thì có những con zombie nó quăng tuyết nữa các bạn. Zombie quăng tuyết này thì nó quăng những cục tuyết vào làm cho những mấy cái cây của chúng ta nó bị đóng băng và không thể nào có sức chiến đấu được các bạn. Trong cái cảnh này thì nếu mà mình không trồng những cây lửa này thì mấy cái cây của chúng ta nó bị đóng băng hết các bạn. Cho nên mình phải trồng cây lửa. Trồng cây lửa để cho băng nó không có bị đóng băng những cái cây các bạn. Những con zombie dây hiệu này nó đi rất là cứng luôn các bạn. Nó đi qua cái gai băng mà không xin nhơi gì. Zombie boss băng nó vào. Zombie boss dây hiệu các bạn. Zombie
dâm bi vào rất là đông luôn. Ở mấy cái cây mà mình trồng ở xa cây lửa cho mày, và mỗi lần mà dâm bi bắn nó vào là những cái cây của chúng ta nó bị đóng băng luôn các bạn. Đóng băng làm cho nó đi rất là chậm luôn. Đóng băng làm cho cái cây của chúng ta mất khả năng chiến đấu các bạn. Những con zombie này nó đang vào. Hai con zombie này nó đi chậm chậm bước vào mà nó rất là cứng luôn. Cây lửa của chúng ta bắn đâu cả 10 lần mới tiêu diệt được các bạn.